Hello anh em, là Cấu đây. Các bạn kênh theo dõi kênh YouTube của mình Anderson Cycle. Hôm nay mình sẽ nói một tí về cái hệ thống điện trên xe và cái cơ bản nhất là cái bình kiểm tra bình điện. Thì mình đã gắm sẵn là đỏ vô đỏ, đỏ là bình dương và đen là bình âm. Và chúng ta sẽ chuyển qua 20V. 20V DC. Thì battery này khá là thấp mà mình không nghĩ nó đủ để đề xe. Thì một xe mà cần một cái bình nó cần khoảng 12.4V để đề xe, và có thể bình này khá là thấp. Thì xe của các bạn khi mà có cái triệu chứng đó, mà các bạn đề lên, mở 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 máy lên mà bấm đề ở trên cái tắp và xe tự reset lại, tức là bình không đủ để đề xe. Thì lúc đó cái việc đầu tiên chúng ta cần làm á, tiết kiệm nhất á, là chúng ta tháo bình ra và cắm sạc, và sau một hai tiếng như đó chúng ta bỏ vào xe lại và đề lên. Nếu như xe đề thì lúc đó chúng ta sẽ kiểm tra luôn cái hệ thống sạc trên xe, vì có rất là nhiều lý do khi mà bình tự nhiên nó bị mất, tức là cái bình á là cái hiệu điện thế của nó bị rớt xuống nhiều như vậy á, là do xe cái hệ thống sạc nó bị hư. Và khi xe chạy á, thì hệ thống sạc nó không sạc đủ vô bình lại để giữ cho cái mức khoảng 12.4 tới 12.6 là cái mức tốt, thì cái đó là không tốt. Thì đó chỉ là những cái bước cơ bản các bạn check kiểm tra cái bình xe thôi. Thì cái này mình mua chắc tầm 200 ngàn ở Việt Nam á, tại mình mua có mười mấy đô, rất là tiện dụng khi các bạn kiểm tra bình và kiểm tra các cảm biến trên xe. Thì cái này có thể đo được điện trở và thông mạch và đo được cả diode. Thì cái video tiếp của mình về cái series điện á, hệ thống điện trên xe, mình sẽ đề cập nhiều hơn về cái hệ thống sạc và làm sao để kiểm tra được hệ thống sạc nó ra như nó bị hư hay như thế nào. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại.